đó. Đây, tụi mình sẽ xuống cái này các bạn ơi. Kiếm nữa. Ê, để xe đây không được. Mình để xe đây đi. Mình sẽ để xe đây các bạn ơi. Bên này đi xa lắm. Thôi thôi, con cứ cố. Thôi các bạn thấy bằng túng đã thể hiện. Thôi thôi để xe đây, bọn túng ơi, quay lại xí đây. Mấy gì mình lùm khó nha. Hả? À ok, từ. Đây, bọn túng đang bị mắc ở đây. Rồi. Lên. Quá dữ rồi. Đây các bạn thấy rừng núi thiên nhiên rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ là tụi mình sẽ đi vào trong cái này các bạn, mình sẽ đi sâu như thế này. Ở hôm trước là tụi mình đi từ ở phía này nè các bạn nè, mình đi qua ha. Đó, mình phải đi qua nè. Hôm nay là tụi mình khúc này là người ta mở cửa cho nên tụi mình đi ở hướng này. Rồi, bây giờ là mình đi xuống dưới kia bọn túng à. Này các bạn ơi, mình sẽ quay các bạn xem một rừng sim luôn. Kinh khủng không? Qua tới bên kia luôn nha các bạn. Rất là rộng và xa đi kia các bạn. Đây là sim người ta trồng. Nên là các bạn thấy những cái sim khá là to. Này, phía bên này nè ha. Đây, phía bên không mình nè. Đây, các bạn thấy giờ đây là người ta trồng tới đây thôi. Sau đó người ta sẽ trồng những cái dừa. Còn phía trên này người ta tiếp tục trồng nè. Đó, các bạn nè. Yeah, khá là nhiều à. Kinh khủng lắm. Đây là những cái khe suối nè các bạn, khe ha, các bạn thấy khe không? Hôm trước là tụi mình đi bộ các bạn, mình lội trong đây nè, nên là mình đi sẽ ngắn hơn một chút. Hôm trước là tụi mình đi 2 tiếng đồng hồ luôn các bạn, 2 tiếng đồng hồ là tới đi tuốt trên kia các bạn. Còn hôm nay là mình sẽ đi ngắn hơn ha, tụi mình sẽ đi tầm khoảng 1 tiếng, sau đó là tụi mình sẽ ra bên kia và mình sẽ nấu nướng. Bận tuống núi. Chưa được nhỏ. À. Để bụi hiếp đây này. Xíu qua lẹ. Này đây đó. Tẹ đi nó đều ráng tích mùm nè. Rồi. Rồi. Bây giờ là mình sẽ đi vào trong này các bạn. Trong này hơi tối nha các bạn. Đây nghe tiếng suối nó róc rách rất là đỏ. Mát mẻ luôn. Đó. Đây. Tối hôm nay là tụi mình sẽ đi bắt cua ở đây này các bạn. Có cua chưa? Hả? Đây. Thằng Tuấn đã con cua. Đây, các bạn qua thấy không? Trong này. Ở tập trước mình đã lâu lắm rồi mình có quay cho các bạn xem một cái khe này rồi.
cái con à. Đây bây giờ là mình sẽ lấy cái ruộng nghề ra. Rồi bây giờ là mình với lại bọn Tuấn núi vlog sẽ đi đi bắt ếch các bạn ơi. Bây giờ là đã là 6:30 rồi. Giờ tụi mình sẽ đi soi. Bây giờ là tụi mình sẽ đi soi nha các bạn. Mình sẽ đây các bạn, bạn thấy ấy không? Là ấy rừng nha các bạn. Đây là cái rừng. Đây các bạn, ấy là ấy rừng, khá là nhiều ha. Ấy trên này nó khá là nhỏ các bạn. Trước mình là bằng cúng bằng cúng núi à, bằng cúng núi là đi tới bên kia rồi các bạn. Hôm nay là mình sẽ bắt ếch và bắt cua nè các bạn. Ừ chắc đó, vì dưới này khá là gần các bạn, cho nên là người ta bắt người ta cũng soi nhiều lắm. Đây là một cái tảng đá này các bạn. Bạn là tảng đá rất là to. Đây là gì đây bọn Tung? Tảng đá mà anh đi mua, mỗi đi mua có tảng đá còn nhiều lắm này. Nè nó chạy vô trong này nè. Sẽ đang đi qua khúc này này các bạn. Nhìn tảng đá khá là to. Nhìn cái khe nước chảy là quanh năm luôn. Má đi nhẹ mạnh quá. Nhẹ thôi. Cú qua đây này, cú qua đây này rồi, cú qua đây bọn cú này, thằng nào mà tháng mơ qua đây này này, hai bọn cú đang bán này các bạn, rồi, chắc rồi, tới, đó đó, rồi cái cú kia bắt, xuống như sao rồi, xuống như sao rồi các bạn, thấy chữ nó rồi, con này xin đi về bác, đường ngõ nó nhả lên lại được. Ấy chịu nó ra các bạn. Thì sớm quá. Ấy chịu thì bác 10 giờ trở lại. Ok, đây biết. Con này là bọn Tuấn đã bắt trượt rồi các bạn ơi. Lúc sau là xíu tụi mình sẽ gì. Cái này, đây là có ếch nắp này, có ếch nắp này. Mùa này là ếch nó đẻ. Đây là đây mình thấy đớm nó nhiều nè con không à. Túi này mình thấy nó rõ hơn mấy đêm trước.
quá nhiều lá. Bác cả thùng nè. Bác nhiều quá. Mình đi. Hôm nào ăn miết thì cua đâu cậu? Đó không như cậu cua đâu. Nãy tới giờ là tụi mình đi khá là sớm các bạn, cho nên là ấy nó chưa có ra. Giờ tụi mình sẽ đi lên túc kia các bạn ơi. Cái chai đó thì hy vọng sẽ có ha. Các bạn, xung quanh là những tảng đá khá là lớn. Nhỏ quá à. Đây nó trời không đi. Đây mình sẽ nhảy qua. Yeah. Wow các bạn. Một cái cây này là nó nằm ở giữa cái đường nước này các bạn. Đây các bạn thấy mưa lũ hàng năm là cái cây này nó sẽ đất nó sẽ trục hết ra rồi, nó còn cái rễ bồ rễ nữa không này các bạn. Các bạn thấy một cây khá là to ha. Ồ. Yeah. Đây này các bạn thấy không? Cái này nó trôi nước này xuống đây này các bạn. Khi là mùa mưa lũ á là cây cối nó sẽ trôi hết xuống đây. À, các bạn thấy những cái cây này kinh khủng không? Nhỏ nhiều quá. Mới đi được 10 phút thôi à. Nồi. Ê trật kìa. Còn tuôn chém gió à. Nó còn đỉnh. Ừ. Con sông tráng là không thấy được chạy. Chú chui rồi. Vui rồi hả? Không ấy là vui luôn rồi mất rồi hả? Trời ơi, bọn Tuấn ơi là bọn Tuấn. Mạnh mẽ lên đi. Được rồi các bạn. Đây, con đầu tiên các bạn ơi. Đây, mình sẽ sang tay áo lên. Đột chỉ tiêu nướng rồi. Rồi, coi đây. Đây các bạn, bọn Tuấn đã thể hiện. Ê, tới 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 tới. Rồi, kia. Đây. Ê. Từ đúng rồi. Sao rồi? Mắc đen rồi. Không, hắn cầu đai này. Đâu? Chưa gì ông thỏ là được cổ tật luôn rồi. Không, hắn cầu ở đây này. Cầu ở đâu đây này. Được mỗi đứa làm rớt con ta. Thật là đau buồn thiệt. Thiếu gì bé? Cô thử nào nào? Rất lâu. Đâu hả? Đâu? Mắc ăn thiệt. Ăn trần quá. Mới cầm cho Tuấn thỏa thấy quá. Chưa kịp.
Rồi, con thứ hai đã ra đi. Xui quá, không sao. Chạp xin cầm quay bắt từ từ thôi. Chưa thả nhanh quá. Cầm kịp. Đây các bạn ơi. Đây các bạn thấy cái suối nè. Suối kinh khủng không? Này đây là 8 mát đúng bài luôn thầy. Ê. Đây này là đá rất là trơn trượt nha các bạn. Đây này là khe cho nên là meo rất là nhiều. Ai đã đi cái đôi dép như bọn cúng là nó sẽ không trơn trượt này. Còn mình làm ăn đậu ủng hả? Đây mình bật đèn dỗm lại này. Ok, đây trời sẽ không chặt nữa đâu. Mất ăn đâu. Từ không đưa cho bọn Phú bỏ vô bộ lưới rồi bọn Phú lộn như lộn này. Đây có bộ lưới để bọn rút cái dài lại. À đúng rồi, ok, hay có một dài mà hả? Đó. Đây, mình sẽ rút cái này nhỏ này các bạn. Rồi vô. Ủa gì bác heo rồi, chứ bác ái chiều rồi, bác ấy. Chứ giỡn bọn, tôi bắt con to hơn á, mà ít núi mình ít đi. Đây các bạn ơi, nó nằm phía trong này nè các bạn. Vì mình sợ nó chặt quá, nó trơn đó các bạn. Ít núi là nó trơn lắm. Cho nên là cái tay mình là nó cũng trơn nữa. Cho nên là mình sẽ chặt này nè các bạn này. Còn thấy to không? Đó, 10 con như thế này là mình sẽ nướng cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ là mình với bạn Tuấn Núi sẽ đi tiếp các bạn. Chặt 2 con rồi. Ồ, đây này 8 đúng bài đúng rồi. Nước nó cạn, nó cũng bằng, không cao bằng lắm. Đây này các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lên. Ủa, mình nhớ là hôm trước là mình lên tới đây rồi này, Tung Tung. Do là các bạn thấy cái đàn pin của mình nó rất là sáng, như này là ấy nó thấy nó sẽ sợ các bạn. Đó, cho nên là mình phải giảm cái ánh sáng lại. Thấy hả? Ít con không mà. Ủa có cá đây nha, có cá này. Chạp đi xuống kìa, cua mới rồi thầy. Ô, cái kinh kìa. Đây, ra về câu ếch nha. Đến, biết nó to không? Nó nhỏ không? Nhỏ hả? Nhỏ xí mà có cái đếm to hả? Đây, được chứ. Con nước được mà. Đây, em cho ra. Đây, từ từ ngay, không ok thoảng mới được thoảng à. Rồi, con đi nướng được các bạn ơi. Các bạn thấy không? Này. Con này cũng được đó các bạn. Nhỏ hơn cái con mình bỏ trong cái bao này một xíu thôi. Khá là ok nè. Nó trơn lắm, cho nên là mình phải cầm rất là kỹ lưỡng. Ok á. Đây các bạn ơi, còn đúng thấy bự nhá nhiều nữa. Nhẹ nhẹ thôi, từ từ. Tặc hả? Hả? Bọn con xuống nước rồi hả? Đây. Đây các bạn ơi, bọn xuống nước rồi, đi qua đây rồi. Đây mình đứng bên đây là sẽ quay nè các bạn. Đây bác được bọn xuống rồi. Ok, bọn xuống núi bác được rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ đi qua, mình sẽ bỏ vào trong túi thôi. Wow, đi quá. Chắc rồi hả? Hả? Hai con luôn à? Cái gì? Ok, tới này hả? Ok. Rồi. Đấy, các bạn ơi, mình giảm cái đàn. Ê, từ từ. Bình tĩnh. Đây, không qua đây rồi. Chắc luôn hả? Nó bay lên kia. Từ từ, nhẹ nhẹ thôi.
giò ánh sáng trắng các bạn. Đây này, này chui đây này, chui đây là bọn đúng này. Không bán luôn đi, hay làm đây này, tôi thấy nó đây mà. Mình bươi ló ra đi, mình bươi ló ra. Đó. Từ đâu? Xe con mà ta cái xe con. Rồi bươi là xíu nữa, không lại nữa. Không lại nữa hả? Cái ok, ok. Ở đây nè. Đó, 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 được chưa? Đâu, được rồi các bạn ơi, từ từ cho mình cầm đây các bạn. Ai từ từ nghe, cầm từ từ nghe. Lấy cái cài hết đi rõ, từ cầm, lấy cái cài ra đây. Ê, trứng nè, ủa mày bóp trứng nó luôn này. Ủa con máy này nó hè công rồi, nó đập mé với mua rồi. Ừ, từ từ nghe. Mình cầm hè ké luôn. Đâu, được cầm chưa? Rồi, ê, trời, trời, trời. Rồi, đây các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, đây là con máy. Này các bạn thấy to không? Thấy bộ con mà. Wow. Con này là khá là mập. Ê, cái con kia ở bên qua bên kia bọn đúng kìa. Ủa qua bên kia đâu? Hồi nãy tháng mơ qua bên đó. Này. Ê, hồi nãy mơ qua đây này. Bọn đùa đây này. Nằm ở đây luôn này. Đâu là đấy. Cái chạc hả? Dạ. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem chạc chạc núi. Ừ. Ủa con nến lắm nè. Đây các bạn. Ừ, giờ này. Ừ. Anh này các bạn ơi, là chặt núi này. Ừ. Đó, là gạt núi này các bạn ha. Này con này thì cứ tầm khoảng 2-3 tuần nữa là tụi mình sẽ bắt được rồi. Nè. Bây giờ nó còn nhỏ cho nên là mình để cho nó lớn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ha. Ừ, tối nãy bắt được tận nhiều ghê luôn á. Thấy không nào? Rồi, nó chạy rồi các bạn. Đâu rồi? Rồi, được chưa? Không. Bò con. Con bò con này. Đi bò. À, không, con đến đâu nè. Đây các bạn, thêm một con nữa nè. Đó. Bên kia mình phát hiện một con nữa các bạn. Đây, từ đây này. Cầm ngay từ đây ngay. Từ ngay không mà mình kêu ok là bọn kia thỏa. Rồi, bô luôn đi. Rồi. Đây các bạn ơi. Wow. Túng. Sợ trặc nữa hả? Vô. Không trặc đó là bọn đúng không? Vô tay mình là chắc chắn là không trặc. Hồi nãy xui thôi. Nãy là chưa ok đó. Nó mới trặc. Cầm bắt hết rồi đó. Rồi ok quá các bạn. Mình tới đây đó. Rồi các bạn ơi, mình thì tụi mình tới đây rồi các bạn. Bây giờ là nói chung là trong cái này là tụi mình bắt được 6 con rồi. À cái này là cũng đủ để nướng tối nay rồi ha. À, đây các bạn nè, bây giờ là tụi mình sẽ đi quay xuống tầm, đi quay trở lại và cái tầm khoảng là 1 tiếng đồng hồ nữa ha. À, rồi mình sẽ bắt đầu sẽ nướng những con ấy này và quay cho các bạn xem ha. Bây giờ tụi mình đi xuống nha các bạn. Đây, hành trình của tụi mình đi xuống đường này là các bạn ơi. À, lúc nãy giờ là mình với lại bọn Tuấn Núi lên tới đây này là bắt được 6 con ếch. À. Và bị trặc là tầm khoảng 5 con. 5 con nữa các bạn. Đúng là trặc 5 con. Đây. Nói chung là ếch phía trên này nó khô, bây giờ nó khô rồi các bạn. Có rất là nhiều người ta đi bắt hàng đêm á, cho nên là bây giờ nó khôn lắm. Khi mà nó thấy cái ánh đèn mà nó rọi vào á, hoặc là nó nghe tiếng động á, là nó sẽ nhảy xung cái nước này, nó sẽ cút đi đó các bạn, nó sẽ tốn đi. Cho nên là bây giờ là nó sẽ bắt đi sôi ban đêm là rất là khó, không còn bắt nhiều như lúc trước gì nữa. Nói chung là tụi mình đi lên bắt được 6 con là cũng làm rất là may mắn rồi đó các bạn. Ai bọn Tuấn này qua đi. Ai tôi này. Đây, bây giờ là tụi mình sẽ đi xuống và tụi mình sẽ bắt lại những cái con mà nó bị trật lúc nãy đó các bạn. Trật là 5 con á, cũng khá là to. Nếu mà bắt lại được 5 con là tối nay hôm nay là tụi mình sẽ bắt được 11 con ếch lớn. Hy vọng là sẽ hả? À.
À, ok ok. Rồi. Đây, bây giờ là mình cái đàn mình nó sáng là sáng lớn các bạn, các bạn khi bọn chúng thấy một con ếch lớn á là tụi mình sẽ tắt cái đàn đi. Cho nên là con ok. Tắt đó. Ai nờ tưởng chặt rồi chứ. Được rồi các bạn ơi, mừng quá. Quá ok. Rồi. Từ từ mình sẽ lên đèn lẹ. Ai, trời mấy con to này các bạn ơi. Ghê vậy. Wow, mấy con to. Rồi vô vô. Ok, trời ơi. Con ếch này các bạn, mình sẽ qua cho các bạn xem đi. Wow. Con này là đây đây. Xem con. Bét luôn con có trào nè. Cái nào hả? Kia. Từ từ thôi, từ từ thôi. Ê, chắc nghe. Có con cái đàn nhỏ này, 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 từ 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 im im để tôi bác nè, tôi phiền tôi này, đây đó. Đây đó, đây đó, đây đó, đó thể hiện nè. Vậy là từ từ hướng vô ghi đầu, từ từ. Từ từ thôi, đây đó tôi, đây đó tôi. Từ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Ê trật. Thôi vậy đó, để tôi. Bọn he lằn thôi. Im im im. Đây đó, thằng này nè, thằng này nè. Là tôi trật trừ. Mới đụng vô thôi, mới đụng vô thôi chứ vô bán à. Không nào. Bẻ nhanh gọn. Từ từ. Từ từ. Ê da, tặc lắc. Tặc rồi. Ê từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Lậu đi đây là bọn ơi. Cái này nữa nè. Bên trái nồi. Bên trái một. Thái nào nó đưa lại. Đưa cái bên trái nồi. Nãy mũm là mình thấy lì. Từ từ thấy còn nằm đâu đây nè. Tôi thấy nó đục đục nè. Có một con cá trà nhỏ, từ từ. Mình sẽ bắt cho được nó cho thể hiện lên chứ. Cũng này nhanh, nhanh quá nhưng mà chưa được. Đây đây, đây đây. Ê ê ê. Đầu đi đó, đi đó tôi he lằn nè. Ngón dưới rồi, ngón dưới đây. À. Luồn dưới á. À này 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 này. Yên từ từ, bình tĩnh đó. Ê bỏ cái lưới bỏ lùa vô. Không cần, không cần, không cần. Bỏ cái lưới lùa nhanh nhanh. Từ từ mình nhanh đến chặt. Bỏ cái lưới lùa vô. Còn phải tin tưởng tôi chứ. Không, bỏ cái lưới lùa vô. Lưới à? Ừ, bỏ cái lưới vô. Rồi, đây, đây, đây. Đây chứ. Thế nào rồi? Thấy này này, lùa cái đầu nữa đây. Rồi, đây. Thấy chặt quá. Rồi, hôm nay. Bỏ cái lưới thôi. Không, tới đây được rồi, giật lên. Đó, tới đây là được rồi. Đây, tụi mình bắt con cá trào. Đó, rồi, tới đây cho tới đây. Đó. Lại đây. Được rồi. Đây đây đây, đó. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Từ từ ngay lên còn đây nó rớt. Đây này các bạn. Đây đây mình sẽ bóp cái đào lên nè. Đây con này mà bắt thật lắc nè. Hai có một đây là to rồi bọn ơi. Hai đứa bắt chặt lên thật xuống nè các bạn. Các bạn thấy không? Ê, ê, ê. Ok, rồi mình sẽ cho nó xuống nè. Ôi. Quá đã. Vui quá đi. Nè các bạn ơi, nói chung là trừ là ấy được 7 con rồi. 7 con mới là được một con có cái lóc chó. Mình thường hay là gọi cái trầu chó các bạn. Mỗi nơi là nó sẽ gạo nó khác nhau nha các bạn, cho nên là kiếm được một con cua nó thì mới đỉnh được. Vui chứ thầy. Đem mà đi xôi như này cũng vui chứ. Cô mua đi bác kỳ nhân nghe bọn Tung. Bác không ý mà ý là bữa mùa. Ở cái khu mình có nữa. Tối mùa mình đi quanh quanh hả. Cái bác mình để tôi kiếm. Mình đưa nó tôi định mua rồi. Không biết định mua gì ăn rồi. Gì ăn mỗi bón 1 ký 300 nghìn á. Ăn ở Phú Thượng á. Mà hắn đẻ trứng là bọn Tung nghe à. Này trứng đầu có kêu vô mua gì. Hả? À, chú chim. Chú chim là chú mua. À, chú ăn tí hả? Ừ. Có mua vô mua tầm heo ba con gì nuôi thôi có sao nữa nè. Ừ. Đúng rồi đó. Ừ. À đúng rồi, nãy con đi nhà anh. 7 con rồi. 7 con ếch, 1 con cá rồi các bạn ơi. Hay quá đi. Tới hôm nay thì nói chung là cũng tụi mình cũng khá là may mắn. Con món ếch muốn một con vật cá trà nướng nguội luôn rồi. Ờ. Có kẹp lá lốc, lá chanh thì đang biết. Lá lốc, lá chanh luôn.
lá lốc với lá chanh luôn cho nó thơm. Nói chung là cũng khá là lâu rồi các bạn, từ hôm Tết tới bây giờ là mình với lại bọn Tuấn Núi mới cái thật đi sôi lại đây, là do là thời gian thì tụi mình cũng khá là bận rộn. Do thời tiết nữa các bạn, mùa mưa, từ hôm Tết tới giờ là ở miền Trung của mình á mưa khá là lớn nữa, cho nên là cũng khá là lạnh nữa các bạn, cho nên là bọn đêm và tụi mình không có đi sôi được. Nên là hôm nay là bước vào cái những ngày của tháng 3 là thời tiết nó mới tốt lại được, tụi mình mới đi sôi ban đêm được nha các bạn. Các bạn xem video của tụi mình thì tụi mình các bạn nhớ ủng hộ cho kênh của mình với lại kênh của bạn Tuấn Núi Vlog đó nha, chứ tụi mình có động lực ra nhiều cái video hơn nữa. Qua cho các bạn xem hai con nằm chỗ mà một con nhỏ mà một con không biết to hay nhỏ. Đây để mình test đèn, rồi mình sẽ giảm đèn lại các bạn. Nó hả? Hả? Ếch mà quỷ hả? Kiếm nữa. À, đâu? Đây. Đừ. À, ếch mà quỷ. Đây các bạn ơi. Đây là con ếch mặt quỷ. Bọn thương núi á. Không nó ăn không được. Ừ. Ăn không được hả? Đây, đây. Đây là con ếch mặt quỷ nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Này mình sẽ quay rõ gần cho các bạn xem này. Đó các bạn ha. Là ếch mà nói chung là cái mặt nó xấu thôi, chứ không phải là mặt quỷ đâu các bạn. Cho bọn thương núi nuôi giỡn thôi, cho nên là ếch như là ếch thôi. Nhưng này có nhiều loại ếch á các bạn. Con này là ăn không được nha các bạn, cho nên là kêu là ếch mặt quỷ. Thôi bây giờ mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Hả? Bảy con rồi bạn đúng không? Ừ, bảy con chúng ta không kiếm bà con đủ 10 con là mình sẽ làm một món ếch nướng ha. Hôm nào tụi mình đi, hôm nào đi đặt lương lại nha bọn Tuấn. Đi chính hả? Đặt lương rồi cho nó vui. Đặt lương phi quá. Phi quá thì kẻ bữa có bữa không được. Rồi bây giờ là tụi mình sẽ. Ê từ từ thôi, chú nói là cái hố sau á. Cẩn thận. Đây, bọn Tuấn sẽ xuống. Ê cái hố này là mình đi quằn cái này đúng không? Không à. Đây bọn Tuấn đang xuống phía dưới này các bạn. Được không? Chạy là. Ừ, thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi bạn ơi. Ừ. Thôi, lên đi đường chung đi. Đi an toàn là tiếng hét. Lên. Đi an toàn đi bạn ơi. Đừng cái nhanh một phút mà chậm cả đời. Qua bên kia luôn hả? Đây, bọn Tuấn đang ở phía kia các bạn. Bọn Tuấn đang ở phía kia nè. Bọn Tuấn xuống phía kia các bạn. Mình đứng đây nè, mình đợi này. Trong lúc chờ đợi bọn Tuấn thì mình sẽ quay cho các bạn xem ấy nè. Wow, nhiều này các bạn. Bảy con, nhưng mà toàn là những con lớn không này các bạn. Ồ, quá nè, các bạn này thấy con này phía trên này nó lớn nè. Đó, ếch núi mà mình bắt như thế này thì to như thế này thì rất là hiếm nha các bạn. Bởi vì người ta đi, người ta bắt rất là nhiều rồi. Hàng ngày người ta đều đi soi ở cái đoạn này. Cho nên là tụi mình bắt được những con này là thật sự là tụi mình rất là may mắn là trong tối hôm nay đó các bạn. Nè các bạn thấy không? Khá là to ha. Nè, to lắm nè các bạn. Ồ, ếch núi mà bắt như thế này thì thật sự rất là may mắn đối với tụi mình trong đêm nay luôn đó các bạn. Qua thăm. Rồi, chặt luôn rồi hả? Thôi lấy đi. Mình quay lại bên đây bác, mình bắt được 7 con rồi, mình kiếm 3 con đó là mình sẽ làm món ếch nướng cho mọi người cùng xem được rồi. Vì đây này rất là khan hiếm cho nên là
là thời gian nó không cho phép các bạn, cho nên là tụi mình phải tranh thủ các bạn ơi. Ở bên này thì mình sau này mình đi, sẽ đi ban ngày các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Vì này các bạn này, những cái hòn đá này khá là lớn, hay là nước nó như mùa mà mùa mưa các bạn, là nước nó sẽ băng lên cái hòn đá này các bạn, rất là lớn, nó chảy xuống này các bạn thấy là một lượng đá nó lồi ra này, là nó sẽ trôi xuống rất là lớn. Được không? Được không à? Này, 7 con, 8 con. Đây cầm tay cái này, từ từ. Để kéo lên đây này. Không, để xuống cái bếp này. Thôi 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 lên đi. Đây đây này, vô. Ok, vô. Ê. Không sợ bọn ái thôi. Tại vì nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Bọn bè đi ái với em thôi. Thằng Tú đi qua tới bên kia rồi các bạn. Đây, lúc nãy là mình nói chưa xong các bạn. À nè, các bạn thấy không? Là mình sẽ bật ánh đèn nó lớn lên này các bạn, cho các bạn xem nè. Đây các bạn, các bạn thấy đây là những cái khe nước vào mùa mưa á các bạn. Nè, các bạn thấy nè, cho buổi tối thì ánh sáng nó không có đủ nha các bạn, cho nên mình nói sơ cho các bạn hiểu chút thôi. Đây là cái khe mà khá là dài. Tụi mình phải đi mất, nếu mà đi từ đầu tới cuối là coi như là tụi mình đi sẽ không bao giờ hết cái này đâu các bạn. Cho nên là mùa mưa lũ ở miền Trung của mình á, là nước đây này, nó nguồn này nó sẽ chảy xuống rất là lượng nước rất là lớn. Cho nên là các bạn thấy này, những cái tảng đá rất là lớn này nằm nó trong lòng đất á, bây giờ nó sẽ lồi hết ra này các bạn thấy không nè. Đó, rồi những cái thằng đá nhỏ này là phía trên kia nó chảy xuống à, cho nên là tới đây là nó sẽ nằm này. Đó, rồi nó sẽ những con đá tảng lớn là nằm trong đất á, à, lâu năm các bạn, là nó sẽ lồi ra này các bạn thấy không. Đó, bây giờ là nó sẽ nằm như thế này và nó sẽ tạo ra những cái dòng khẽ, những cái dòng nước như nè, những cái hụt nước sâu như thế này này các bạn. Đó nè các bạn thấy không, đá này kinh khủng lắm. Thôi chưa nói được rồi, rồi đây đi bắt ít thôi. Rồi bây giờ là tụi mình sẽ đi đường tắt các bạn, không đi đường này được nữa vì cái này nó khá là sâu, cho nên là không dám đi, mình phải đi đường tắt. Nóng hả? Không quá. Không, nói chung là bọn đêm mình phải nên mặc cho nó ái nhiệt. Đi trong rừng. Đi trong rừng. Đây. Mình đây thì được chứ một phố thì không được. Bọn giỡn. Bình thường. Nếu mà đi là bình thường, ban ngày đi bình thường đó bọn. Cái qua là mình đi máy quay nè. À, cho là mình đi với cái máy quay. Không, mình đi cái máy quay cho nên là mình sợ nó bể, cái hai nó là bằng đêm, nói chung là nó trật té cũng không nên mạo hiểm, an toàn ha, bằng đêm là phải an toàn. Ê, nãy mình đi lên đường này chứ đường nào nữa, nếu mà đi qua tới bên kia là mình đi lần nó xuống gì đâu. Dò ê trời kinh khủng luôn. Hai chiếc liền. Do là mình là cái đèn mình nó, cái đèn của mình là nó tỏa. Ừ. Kì nghe, bác toán bác được nghe. Nấu quá hả? Ừ, cái khúc này là lúc nãy là mình bị trật khá là nhiều ấy. Dưới chỗ cầu đá. Đó luôn đó. Không có gì.
Nói chung là cẩn thận hết sức nha. Tôi cũng có thế, tôi sợ là ấy vậy thôi. Đây này là quắn lại chẳng chạc chứ thôi. Lỡ cái chặt còn con. Wow. À các bạn ha. Cái này đúng không? Đây là phải đi hết sức cẩn thận các bạn, cho nên nó bị trượt á. Ây da. Ờ hồi nãy chỗ này mình chặt nè. Mình đúng nha. Cà con rồi hả? Cẩn thận nha. Lên bờ rồi hả? Ấy. Trời ơi, bọn cũng thấy một con ếch rất là bự rồi các bạn. Cho nên mình phải tắt đèn. Thôi, mình sẽ giảm lại. Ấy, được chưa? Được chưa bọn Tuấn ơi? Mừng cho bọn Tuấn quá. Đây. Con nào mà nó chặt mình nó bắt liền. À, wow, con ếch này nó to này các bạn ơi. Dơ lên một xíu bọn Tuấn cho mọi người cùng xem. Để nhìn cái lá này các bạn ơi. Này các bạn thấy này, cái đùi nó kinh khủng không? Ok. Wow, đã quá các bạn. Nhái rồi. Khá là to luôn các bạn ơi. Ê, nó nhảy đâu rồi? Ăn một khúc thôi. Đây, bây giờ là bạn Tuấn Núi sẽ bắt đầu làm ấy các bạn, và làm cá bằng cọc chứ gì bỏ. Mở 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 quắn ra, nãy đi quắn quắn thôi. À, quắn quắn thôi chứ không có cầu. Đấy các bạn, ha. Bây giờ là bọn Tuấn Núi sẽ bắt đầu làm này. Lúc nãy là tụi mình đi lên đi xuống, nói chung là tụi mình tranh thủ thời gian để nấu nướng các bạn, cho nên là tụi mình bắt được 10 con ếch lớn thôi. Đó, bạn thằng bọn Tuấn Núi đang làm ha. Chậm nhanh lại các bạn Tuấn nghe, cẩn thận. Xí mình quay cho bọn một khúc, mình sẽ đưa cho các bạn xem. Rồi, bọn Tuấn Núi đang làm ha. Làm rất là nhanh các bạn. Bọn Tuấn Núi là dân chuyên rồi. Chuyên là mấy rồi. Đây, mình sẽ để cái bao qua. Đây. Bọn Tuấn Núi đã làm một con rồi, bây giờ là con thứ hai nha các bạn. Cái này đưa dục qua tư quay thì chuyển một lòng thình chuyển nhanh. Nãy bọn đấy mấy con bọn? 10 con nghe bọn Tuấn. Con thằng nghe bỏ vô đồng hồn rớt rồi đó. Rớt bọn. Rớt rồi hơn chỉ có cắt rồi mà rớt rồi nữa. Trời ơi, con ấy này nó to lắm này các bạn. Bọn Tuấn vô lên cho mọi người xem bọn Tuấn ơi. Không, đừng có quay ra, quay bọn Tuấn vô thằng cuối cái đầu xuống, được rồi, thôi. Tại vì cái quay đang chiếu rồi, ok. Cho nên chụp hình này quay lại chứ, cái chụp hình này con. Bỏ lên vô tay cái hình cái này. Không, vô một cái thôi, một máy thôi, đó, ok. Ok quá bọn ơi. Đó các bạn,
Ổi này rất là to nha. Cái gì mà to chơi. Nói chung là đi núi như chỗ này là người ta đi bắt rất là nhiều rồi ha. Cho nên là túi hôm nay mà mình bắt được mấy người to là mình thấy cũng may mắn lắm rồi chứ. Bật cái máy mình lên luôn. Không biết bật cái máy lên luôn. Bật cái máy này chẳng đứng được không? Mà bật cái máy này chẳng đứng được không? Lọc này phải lọc do rồi. Lọc do hả? Thì giọt xanh đó là giọt bình thường nhất. Mình nãy mình đâu có con giọt nào giọt xanh đâu. Cho khoảng 2 màu. Ừ. Nè các bạn thấy không? Đó là ok luôn các bạn. Tối nay thì mình bắt được 10 con thì cũng rất là may mắn lắm rồi. Lột do ếch này, mình lột do ếch, mình nướng ếch này. Túi là bọn chúng ơi, để cho cột ngủ. Dạ. Chứ tôi bọn hót là cột nó sẽ tử nữa, nó xong ra mà gì. Thêm một con to nữa các bạn. Thì đã quá. Chỉ là ê bọn Tuấn ơi, nó rớt rồi bọn Tuấn. Còn sống rồi nha. Ê rớt rồi kìa. Trạp lên ra còn có 5 con cái chết nè. Không, nó nhảy xuống là một nhỏ nó trôi. Rồi, tiếp tục đi. Cái con nó hơi nhỏ lắm mà. Cái câu nó nằm mình bác đó. Con thứ 10 của mình. Con thứ 10 của mình đó. Chứ còn con nhỏ nữa. À. Ếch này ăn tỉ ngon luôn á. Tỉ ngon. Công sức mình bát này, công sức mình lột này. Con cào. Xong rồi. Ngày luôn, ngày công 300 ngọn mua. Gì ngày công 300 nghìn bỏng, ngày công đi làm 700 mấy nó 700 nghìn đi, trừ nó 300 nghìn. Công nhận á cào. Ờ công nhận hè trăm mấy thôi. Công thì hòn tôi cũng khóc chứ. Công thì hòn thiết kế khóc. Cái đồ ghê quá. Đó, cho nên là bằng Tuấn đang làm chủ một công ty rất là lớn nha các bạn. Làm chủ, làm luôn chủ nhật luôn. Đi mà không kia không có được người yêu là hơi bị buồn đó đúng nè. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Kim giám đốc, kim bảo vệ, kịp là bả nghiệp. Thôi đi, bọn đừng có thon. Tôi mới tiễn người yêu cho bọn mà bọn con kêu nữa thì ai dám yêu. Mình phải hồi nãy mới nuôi tài khoản bọn Tuấn có trong ngân hàng là 2 tỷ mấy rồi mà trừ bọn Tuấn thân là tao chết rồi. Lộ rồi. Cái này là lộ rồi bọn ơi. Bấm chỗ số thì cho trúng kiến thiết. Ghê. Yeah. Rồi 7 con rồi, hình như làm được 7 con rồi bọn Tuấn. Còn khá là đếm thử còn mấy con nữa. Còn 2 xí xí. Ok là được 7 con rồi đó. Để. Từ từ không khai bớt giận. Đừng có nuôi giận, khúc cuối đứt tay đó, từ từ thôi. Rồi bây giờ là sau một thời gian bọn Tuấn làm ếch, đây là con ếch cuối cùng. Để móng tân tay bấm chân cho về tao bấm hết. Ếch là cái móng nó trời nó xinh đâu. Thế là bà nó để móng tay móng chân như mình không?
Này bạn thấy móng tay của mình nè, nó không có cái nào mà nó cao lên được một ly luôn, sát hết già luôn. Rồi tới giờ là con cá lóc đúng không? Con cá lóc giờ nó trật nghe. Đây là con cá lóc, đây là con cá lóc chó núi nha các bạn. Đây bạn cứ làm đấy, mình sẽ rồi đánh giải đây trần đúng không? Cuối cùng có mà cỡ đánh giải. Bình thường là nếu mà cá lóc chó này mà làm á, là nó sẽ mình sẽ bỏ trò á, mình quét trò vô trò trò bếp á đó, sau đó là nó mới nó dính vào trong nó, mình giải nó dễ lắm. Còn đi núi thì nó hơi khó quá, đi núi thì mình không có cho nên là khi làm nó rất là khó. Khó gì mà khó, khó dữ. Cái gì luôn, các gì luôn, rồi các thấy luôn, gì trên gì dưới các thấy luôn nha. Cái con còn nhả kìa, cái gì ấy à? Người nó còn sống chứ, nhả cũng tính. Nước trên này nó rất là sạch luôn các bạn, nước suối này rất là sạch. Rồi bây giờ là bằng Tú Núi đã làm xong 10 con ếch và một con cá lóc chó các bạn. Bây giờ là đã xong rồi nha các bạn. Bây giờ là mình với lại bằng Tú Núi sẽ đi qua một cái khu vực mới để mà tụi mình bắt đầu sẽ nướng ếch, nướng cá và nướng sắn, nướng khôi và nướng bắp nữa các bạn, cho đêm nay của tụi mình ở đây này. Rồi bây giờ là mình xin kết thúc cái video cái đoạn này nha các bạn, làm xong rồi. Bây giờ là tụi mình sẽ di chuyển ra phía bên ngoài kia để tụi mình nướng nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi ha. Tầm mấy đâu rồi các bạn ơi, mọi người. Rồi ok. Đây các bạn. Đây là ấy với cá ha. Thấy với cá này các bạn. Bằng Tuấn Núi đã làm xong rồi, bây giờ là mình sẽ đầm đi ra, đi ra bên ngoài này nướng nha các bạn. Vào các bạn theo mình ha. Bây giờ là mình sẽ đi ra. Tuấn hờ quay lại cho mọi người xem Tuấn tàu bố bảo hiểm. Mắc cười. Này mình sẽ cột lại các bạn, mình sẽ cột lại ha. Ấy này các bạn, trời xin là tụi mình nướng là nướng lá chanh, lá lấu rất là ngon. Xin ơi coi bằng Tuấn lái xe lên đi núi thì mới thật cười nè. Các bạn thấy không? Cây sim này kinh khủng thật. Cây sim rất là đẹp. Hôm nào mình sẽ đây này, mình sẽ quay sim, những sim cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ là tụi mình đã tới xe rồi các bạn, tới vị trí xe rồi. Bây giờ mình sẽ rủ đèn cho bọn Tuấn đi. Cẩn thận nha. Rồi xe mình để bên kia kìa các bạn, mình để bên khe. Từ từ nghe bọn Tuấn. Rồi xuống đi. Từ từ thôi. Thì đây đi qua đấy. Có gì tôi kéo cho, tôi đãi cho xíu. Rồi, rồi, các bạn thấy không, mà Tuấn đang đi qua. Đó, 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 đó. Từ từ, từ từ, từ từ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Từ. Rồi, mình sẽ đẩy này, 2, 3, lấy. Từ từ. Từ từ, từ từ, từ từ nghe. 2, 3, lấy. Xuống, xuống sau rồi, xuống sau rồi, xuống giác ở đây rồi. Rồi. Không. Dừng nước tát lá đó. Xuống này nã vô, vô đây là được rồi nè. Rồi từ thôi, từ để tôi đẩy cho. Từ bình tĩnh, bình tĩnh. Đấy. U không được. Rồi rồi xuống, 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 xuống. Rồi đây là, đây là đi, đi tu bánh rồi các bạn. Đó, 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 bình tĩnh, bình tĩnh.
từ từ thôi, từ từ thôi. Tua anh tua. Wow, quá dữ các bạn ơi, kinh khủng thật. Wow, kinh khủng, kinh khủng quá. Rồi đây mình sẽ xuống được không? Thôi để mình hỗ trợ. Lây rồi, ok. Còn thích thì chạy lại hồ trong luôn hả? Ở đây nó hành nước lắm nè, ở đây nó thấy đấu củ lắm á. Còn là nước đây, nước này đây, nước này chạp vào rồi. Đây là như thấy hồ được. Đây thôi bọn ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ là sau khi tụi mình đã làm xong rồi các bạn, bây giờ là tụi mình sẽ chuẩn bị, tụi mình sẽ chuẩn bị đá này các bạn. Đây, đây là đồ nhân lửa của tụi mình. Rồi bây giờ là mình sẽ bỏ vào để mình nhân lửa các bạn. Mình đang đem kiểu thang này các bạn, thang để mình nướng. Thang này các bạn. Đó, mình sẽ bỏ lên như thế nào nữa các bạn. Bỏ xuống đây này này. Rồi. Thì mình sẽ xúc đá thôi. Rồi. Cố có cái ngang ngang lửa đấy. Chậm nuôi heo mình đi. Khô hơn dĩa trái nha. Rồi, lửa lên thật các bạn. Lửa đã lên. Một phút nhiên lửa đây. Mình lấy ếch ra mình lộ. Đây là ếch nha mọi người. Mở xuống như này. Phú đem có chuẩn bị cái dĩ nè. Vĩ là cái dĩ. Cái dĩ nó có nè, đây là rau lóc, nướng ếch nè. Muối đâu bọn? À, quay này muối đâu? Dạ nha. Còn muối mới ăn được nha bọn. Đây, muối và chanh nữa đây nè. Nha. Đây, mình đã đem muối và chanh nữa nè các bạn. Cái gì nữa rồi, hết đẹp kìa. Bát này. Rồi. Rồi cái ếch em này bát nướng nữa. Rồi. Rồi lửa đã lên rồi các bạn. À, khu à, sáng. Cua sáng gì nữa. Nướng này biết mua cho ché hay người ăn lên cho thấy. Đây các bạn ơi, mình đang đều bát nướng này. Hai trái hai người. Đó. Rồi đây là sáng này nè các bạn ha. Các bạn lấy sáng không? Thì sáng này các bạn ha, rồi mình sẽ nướng luôn. Đây, hôm nay là mình sẽ mọi người ăn mới hết cái này. Đây, đây là khôi, khô do ăn các bạn. À. Đây, đây nè các bạn ơi. Rất là nhiều thứ là tối hôm nay. Ôi. Mình sẽ bỏ thêm than vào. Cái này dễ mất ăn nữa mọi người. Xong mới ăn được. Bắp nha các bạn. Đây, để nấu lại nè. Không. Còn rửa lâu lóc rồi đây bạn. Sạch hết rồi, sạch hết rồi. Điều khó là đầu tư. Lâu lóc. Nhòa cực là chó. Có lá chanh nữa nha các bạn. Đầy đủ lắm. Muối này, chanh nữa nè các bạn ha, các bạn mình chuẩn bị đồ rất là nhiều thứ.
lóc nhòa tự hé, ếch tự bét, muối tự lồm. Vậy em chạy của bà dò à? Ê, của nhòa hết không có. Lửa đã lên rồi các bạn ơi, tụi mình chơi rất là bài bản, rất là đầu tư. Đây là món ếch nướng mụa với lo lóc chấm muối tiêu. À, ở Moro bà có cá lát này, bà này bà 6 số này. Đây là rồi. Con giọt trọt, mình có nêm đồ ha. Mình có nêm đồ nữa, cái đồ mưa ha, dự phòng đầy đủ. Được rồi, được rồi. Mình đang phụ làm được đó các bạn. À, mình sẽ để qua một bên. Rồi, khỏi qua, khỏi qua. Thú là đang lửa. Mình sẽ mang ếch lại mình nướng. Nào, không vậy đi nghe, chân đỏ này. Những chú ếch công, à đây các bạn ơi, à, sau khi tụi mình đã làm ếch tại cái khe đó và tới nơi rồi, bây giờ là tụi mình lấy một cái điểm nhiễm khác, thì bằng túng muối đang mới vừa sắp muốn ếch canh này các bạn. Lên nước ha. À, hiện tại là tụi mình đã có lá lốt này, à, lá chanh nữa các bạn. À, tụi mình đem theo muối chanh này, à, đầy đủ này, và bắp nướng này các bạn thấy không, rất là đầy đủ nha. Đây này này các bạn, đây tụi mình đã chuẩn bị này, đây là sáng này, củ sáng này các bạn, tụi mình chuẩn bị nướng luôn này, bắp nè, hai trái này, và có khô giang này các bạn, đó, khá là nhiều thứ luôn các bạn ơi. Đây là mình đang chuẩn bị là lửa, ha. Lửa và than nữa để cho tụi mình bắt đầu nướng ấy các bạn. À, đây các bạn, mình đây mình sắm cống thổ lửa các bạn. Ôi đúng rồi, ông thổ lửa nghe cho ra lửa đó nghe bọn. Đây là cái ống nước kìa các bạn, ống nước của Thủy Lợi mà mình đã lượm được, mình đang mà thổ lửa. Ôi chú trời, thổi cái ống này chắc mình ăn được ếch nướng này chắc mình chết rồi. À, sau khi mà tụi mình bằng túng núi xếp lá lốt ở phía dưới rồi, bây giờ là sẽ bỏ lá chanh lên các bạn, bỏ thêm một lá chanh với lại lá lốt cái chay nữa các bạn cho nó thơm á. Ấy không thấy lá không, không lá nó thơm. À, thêm lá lốt này đi bạn. À. Đây lá lốt bỏ nha. Đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ là sau khi xếp xong thì bằng đúng sẽ kẹp lại các bạn. Đó. Rồi. Rồi than thì đã có rồi các bạn. Than thì có đầy đủ rồi. Rồi xong rồi nha các bạn. Bây giờ là mình tiếp tục qua bên yên tụi mình sẽ thổi lửa nè. Mình cho ly lửa ha. Nó bát chứ có chứ. Bát bà, à, bát tầm. Rồi bây giờ là bạn Tuấn sẽ lột bắp ra và nướng các bạn. Hôm tối hôm nay là tụi mình sẽ có món ba món nướng luôn, khá là ngon. Bắp của bọn nhà bọn trồng đấy hả? Ừ. Trồng. Đúng là để do sạch ngay, sạch ngay. Wow, cái bắp này khá là ngon. Còn cái bắp đều không bọn Tuấn? Bắp đều. Ồ, bắp khá là ngon luôn các bạn. Rồi, rất là ngon nha. Thêm một trái nữa nè. Rồi, bạn Tuấn sẽ cho bắp vào cây để mà nướng. Không không thì mình đem nướng ngái xong rồi mình... Được không bạn Tuấn? Nướng ngay cho bắp rồi. Ăn, mới chịu ăn thôi. Ok, được một trái rồi. Rồi, trái thứ hai nha các bạn.
Nói chung là có hai người thôi, cho nên là mình chỉ đem hai trái bắp thôi. Còn Tuấn nó lột bắp rất là chuyên nghiệp. Bắp đây mà có trồng bắp đi ăn chạy vô nướng mới ngon. Của người ta ăn mới ngon. Cái này cũng có người ta nè. Cái đó cũng có người ta đâu. Rồi. Rồi mình quay cho các bạn xem mẻ lửa của mình. Muốn nướng được cá với lại bắp thì nãy giờ mình thổi là bất hụt hơi rồi các bạn. Cố lên bọn. Thổi này nữa hụt hơi. Không bao lửa kinh khủng quá. Mình đấy, mình tưởng là nó cũng cháy nha các bạn. Đúng rồi, thôi. Cái đây. Đó, các bạn xem bằng Tuấn thổi nè. Thổi yếu quá nè. Không có lửa lấy gì mà thổi. Đó, cho đây bằng ngã lại, nói kia cái Tuấn nè. Đâu quá. Đó, chuẩn bị hút hút đi cài đi. Ồ, các bạn thấy bằng Tuấn núi tao lửa chưa? Lấy một ống nước thôi đúng bài luôn. Đây, các bạn thấy chưa, đây là món ếch tụi mình đã chuẩn bị. Thằng này hơi cao nghe, cái này hơi cao nghe. Rồi bắp, bắp mình sẽ để hai bên. Hầu bắp thì không cần ấy đâu, thổ lại đi. Cháy nán này một trở trở lan e của giờ nó lan này, xíu nán này một trở. Thank you.
chín ngon. Đây rồi các bạn ơi, nãy giờ là mình đã nướng sáng củ, được hai củ sáng qua này đã chín rồi nè các bạn thấy không, khá là ngon ha. Mình sẽ cho bạn Tuấn một nửa nữa, cho bạn Tuấn thưởng thức món mình nướng củ cua bọn trái luôn kìa. Đây bạn Tuấn, cho bạn Tuấn tiếp này, bạn thấy Tuấn thấy ngon không? Để bên đó để chị đây. Không mình ăn tại chỗ luôn ha, để cái tay của mình, tay của mình đi đâu rồi. Đây, củ cua của mình này các bạn, đây củ cua của mình cũng chín rồi các bạn ơi, này các bạn thấy không, đây rồi ngon quá các bạn ơi. Mời các bạn, mời tất cả các bạn ha. Ngon quá. Giờ một tuần anh thêm thức như này, đây thiếu xi đường nữa không. Wow, đây mình đang quay về với tuổi thơ. Nóng lắm. Bắp của mình quá. Mình ngồi mình ăn sáng quá mình không để ý nè, bắp mình hơi cháy rồi. Không sao, như thế này đó là ngon rồi. Bây giờ mình sẽ tỉa đầu. Mình tỉa đầu mình biết. Wow, ếch bắt đầu khô rồi. Đây bây giờ mình sẽ nướng cái đít các bạn. Để mình coi rồi uống chứ. Đây, các bạn thấy không? Ngon này, này. Sáng của mình nướng nè. Bây giờ mình sẽ lột ha. Hơi nóng nha các bạn, vì mình mới nướng xong á, nó hơi nóng. Bắp ăn ếch uống rì vai rất là sang. Một buổi chiều và một buổi tối. Tranh thủ đi lồm về. Rồi sáng này các bạn ngon quá. Bắp cái nướng đỏ chưa đây này các bạn ơi, khá là ngon. Bạn Tuấn ăn sáng tiếp đi bạn Tuấn. Ngon không? Cái ức thương. Đây là cái ức thương của tụi mình các bạn. Hồi xưa bọn Tuấn chưa biết à. Ở nhà sáng là ăn hàng dừa chứ phải hàng ngày đâu, hàng dừa. Em biết rồi. Chứ là ăn sáng là bây giờ bên đâu? Bữa đó là tô sáng bên em. Đúng rồi. Mỗi người mỗi tô đó. Đúng rồi. Tô sáng tô khu lon nữa đó. Bữa thì có mua bát. Ngày xưa là nghèo, khổ. Nếu mà sống không? Không mà thì không, chứ mà. Như thế rồi. Có khúc đào đó mình ăn, mình bẻ là nó hơi sống rồi. Tại vì các bạn nó không có lửa nè. Nên nó hơi sống này các bạn. Rau nó dài rồi. Nó thì sống rồi. Còn lại khúc này là chín hết rồi. Nên mà cho qua châu Phi sống cũng được á. Ăn cái này quên nó làm YouTube nhiều. Ngon quá. Tại vì tối hôm nay là tụi mình chưa có ăn tối các bạn, cho nên là mình đi từ chiều đến giờ nên là đi sôi rồi nướng nè, trừ đang là khá là đói bụng luôn, cho nên là tụi mình nướng chín này, tụi mình trong lúc chờ đợi bắp chín, khoai chín và ấy thì chín rồi, trừ tụi mình sẽ ăn luôn rồi cái này nó chín trước thì mình tụi mình ăn trước để lót bầu tử các bạn, vì khá là đói nè. Trời ông nội của bằng Tuấn đây rồi, bằng Tuấn đây, bằng Tuấn đây mới làm kinh khủng tiền gì lắm. Ê nãy bằng Tuấn uống rồi đúng không? Chà đi qua không biết chà que luôn á. Chà nhiều của bọn á. Chà nhiều bọn à. Ít của tôi. Cái mới mỡ mà mình cứ uống với máy. Thôi nãy mình đâu uống nè, nãy uống nước lạo. Mình uống nước này. Nãy để đặt rồi. Trời ơi. Ô. Bắp nó xì, bắp nó nổ. Như vậy là cái nào? Bắp nó nổ nè, nó xì nè.
Rồi, đây các bạn ơi, mình đã hoàn thiện nướng một trái bắp chín. Đây nha các bạn. Cái lúc nãy này, cái này các bạn này, do là mình ngồi mình nói chuyện nhiều quá, hoặc là mình ngồi mình ăn sáng á, cho nên là nó bị cháy một xíu nè các bạn. Còn lại là khá là ok, như thế này là bắp cũng khá là ngon rồi các bạn ơi. Còn uống thì không cháy nhưng mà chưa chín. Phần ngon ngon đây. Nướng những chín như ngon. Đây là phần của mình xong rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ dọn qua một bên nha các bạn. Bỏ cái ôm mưa bỏ qua đây. Đây rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ đi dọn đồ. Bạn Tuấn à, qua đây nè. Mình ở đây. Đó. Qua mình ở đây. Ừ, thì ngồi đây nè. Đó. Đi dọn. Ui. Ô sướng xuống rồi. Đang cắt chanh các bạn và làm muối nha. Đây muối tiêu còn thú đây, tí thôi, nhiều quá chua. Ok, trừ mình sẽ làm cái này nè. Bọn nó biết. Đây. Cái món quan trọng nhất này. Cái bát của bọn rồi. Là bọn đó. Đây các bạn ơi, cái món mà mình đang mong chờ nó đây rồi. Quá. Rất là ngon luôn. Đang đói bụng nữa mà ngon luôn. Mình có tay lên bọn tôi. Bây giờ là trễ rồi, bọn còn nhanh lên, đói bụng quá. Sau khi thời gian tụi mình đã đi sôi và tụi mình đã nướng đến nay là đã xong rồi các bạn. Bây giờ là tụi mình bắt đầu dùng cái món nướng này nha các bạn. Rồi bây giờ là tụi mình mời các bạn ha các bạn. Mình đã lột hết xong hết rồi ha. Đây là bắp nướng này các bạn, mình đã xong này. Rồi khôi sáng nướng luôn. Đã hết rồi. Tất cả là đã xong rồi các bạn. Bây giờ là mình sẽ thưởng thức ha. Xin mời các bạn ha. Mời mọi người ăn ếch. Các bạn ơi, tối hôm nay thì tụi mình đã đi bắt ếch, tụi mình làm nướng và tụi mình nướng bắp này, khôi sắn rồi, và tụi mình đã xong hết rồi. Bây giờ là tụi mình đã ăn xong hết rồi các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay nha các bạn. Rồi bây giờ tụi mình sẽ cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình bằng Tuấn Núi Vlog ngày hôm nay. Rồi chúc cho tất cả các bạn xem video thì của tụi mình thì nhiều niềm vui. Nếu các bạn cảm thấy cái video này mà nó hữu ích cho các bạn thì các bạn nhớ là đăng ký kênh ủng hộ tụi mình với nha, để tụi mình có cái động lực đi trải nghiệm, rồi tụi mình sẽ quay nhiều cái video hơn nữa cho các bạn cùng xem ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chào mọi người, bằng Tuấn ơi.